À, chú ý nhá, cái bài 6 của chúng ta đây. Bài 5 này mình làm xong mình đóng lại nhá. Nha. Bài 6 như này, khi mà ta gõ thô xong ta điều chỉnh nhá. Đây thì cái này vẫn văn bản của ta vẫn là chữ 13 thì dòng này vẫn là 13 này. Ba cái đối tượng tách này nhá là vẫn là 12. Đấy, và chữ đậm riêng Bộ Giáo dục Đào tạo này chữ nhạt nhá. Các em lưu ý là các em phải kẻ một cái đường line nhá, sinh viên rất hay quên cái đường line này. Mà ta lưu ý cái này nó là tầm quan trọng đấy. Buổi ngày hôm nay ta làm 3 bài ấy, ta phải thấy được cái tầm quan trọng của nó nhá. Ít nữa ra trường ấy đi thi xin việc hay không xin được việc, cái này là nó quyết định đấy nha. Người ta rất chú trọng vào đánh giá cái này. Cái này mình để gì nhỉ? 1/3 hỏng rồi. Nha. Ấn ship giữ này, kẻ 1/3 đến 1/2. Đấy, xong người ta chuyển màu đen này, chọn luôn cái này. Ta căn chỉnh bằng đỉnh nhá. Đấy nhá. Để ra hai cái cao bằng nhau, và lưu ý là cái này mình phải đạt chuẩn là không cắt vào chân chữ nhưng không được xa quá nó xấu. Cái này mình căn giữa chữ đậm này, cách trước 18 point nhá. Nhá. Cái này này, hai dòng này vẫn là giãn dòng 3 point nhá. Đây này, cách trước 3 point này. Nhìn chưa? Nhưng mà cái này này là phải cách trước là 12 point này, nhìn chưa? Đấy, văn bản mình nhìn nó cân đối đẹp. Cái này này phải cách trước là 12 point này. Nha. Được chưa? Đấy. Đấy, còn lại cái này mình làm bình thường. Thế riêng chỗ làm vé xe buýt đi nhá. Các em chèn cho thầy ký tự đặc biệt, ta vào insert này. Symbol này mình học rồi, đúng chưa? Đấy, ta chọn more symbol nha. Thế thì ở trong cái symbol này này là nó có cái ô vuông SYM nha. Đấy, SYS, đấy symbol này. Đấy, kéo này xuống tìm cái ô vuông, các em để trên này được, từ dòng đầu tiên nhá. Mũi tên xuống này, đấy nó chuyển động. Ta thấy ô vuông này nha. Được chưa? Đấy, xong rồi ta cái này ta tap cái lâu nhá, xong ta tap cái này đấy, các em thấy nó sẽ tách đều ra. Ctrl C cái này nhá. Ctrl V này, xong rồi lại tap cái này. Ta dùng tap cái này ấy là ta dùng tap stop position. À, default tap stop nhá. Đấy, lưu ý ở đây là default tap stop 1.27, đấy chưa? Đấy, chứ ta không có thiết lập vị trí tap nào cả. Đấy, vay 4 ngân hàng này, chỗ này mình cũng tách ra này, Ctrl V này. Xong rồi để vào chỗ K này, tap cái này vào chỗ này ta Ctrl V nữa xong. Được chưa? Nhá, còn cái này ta điều chỉnh ấy, cái này là của ta là tap 11 và 4 nhá. Đúng chưa? Thế hai dòng này phải cùng tap. Đó chưa nhỉ? Căn giữa nhá. Đấy, hai dòng này phải cùng tap căn giữa là bao nhiêu? 3.5 và 11.5 nhá. Đấy. Nếu bây giờ các em làm hoàn thành hai bài này, hoàn thành cả 6 bài là lúc đến 16:40 nhá, bắt đầu thầy kiểm tra và đánh giá nha một số bạn nha, và rút kinh nghiệm chung.